Khánh Thi, Phan Hiển khoe ảnh đón sinh nhật con gái tại Ý, video tươi tắn của mẹ bỉm nhận bảo lời khen. Nhân dịp sinh nhật bé Anna, gia đình Khánh Thi, Phan Hiển đã có chuyến du lịch tại Ý gần đây nhất. Khánh Thi, Phan Hiển chia sẻ hình ảnh check-in trên máy bay cùng hai nhóc tỳ là Kubi và Anna. Theo đó, nữ hoàng Dan Sport viết, sinh nhật mợ chảnh Anna tròn 5 tuổi. Chị Thi và anh Hiển tặng chuyến du lịch châu Âu cùng anh Kubi trước khi mẹ sinh em bé. Đến tối ngày 14 tháng 6, Khánh Thi và Phan Hiển đăng tải loạt khoảnh khắc đón sinh nhật con gái Anna tại Ý. Theo đó, khung ảnh gia đình bốn người vui vẻ, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Càng lớn, bé Anna sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn thừa hưởng từ bố mẹ. Bên cạnh đó, dù đang mang thai, thế nhưng mẹ bầu Khánh Thi vẫn giữ được vi vu tươi tắn, rạng rỡ. Quý tử Kubi thừa hưởng vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và được nhận xét là bản sao của Phan Hiển. Theo chia sẻ, chuyến du lịch châu Âu chính là món quà đặc biệt mà cặp đôi dành cho con gái vào sinh nhật tròn 5 tuổi. Đây cũng là chuyến đi Ý đầu đời của công chúa nhỏ. Từ khi còn nhỏ, con gái Khánh Thi đã đam mê, làm điệu và thường được mẹ gọi bằng biệt danh là mợ chảnh. Mới 5 tuổi, thế nhưng nhóc tỳ vô cùng chuyên nghiệp và tự tin. Thoải mái tạo dáng trước ống kính. Bên cạnh đó, cô bé còn cây văn nghệ khi thường xuyên biểu diễn tiết mục nhảy múa tại trường. Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai lần 3. Dù công việc bận rộn và từng chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, thế nhưng cô cùng chồng vẫn dành thời gian để chăm sóc, đưa các nhóc tỳ đi du lịch. Phan Hiển từng tiết lộ tính cách thay đổi của bà xã từ khi mang thai, dự báo thời tiết người ta còn dự báo được. Nàng này khỏi dự báo luôn. Không thể nào biết trước được một tiếng sau nàng sẽ thay đổi như thế nào. Nhiều khi đang khỏe, đang cười tươi, 5 phút sau lại nói mệt quá. Anh làm gì cho em ăn đi, anh thế này thế kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.